Không, xong đây các bạn là quay lại chụp sau. Các bạn quay lại chụp thoải mái. Cây này gọi là cây... Cây gì? Các bạn nhìn thấy giống mũi mác không? Gọi là cây mũi mác. Nếu tài liệu gọi là mũi mác. Đúng rồi, vẫn là nó. Đấy. Hay còn gọi là cây cổ bình. Mũi mác hay còn gọi là cổ bình. Cây này là chữa viêm gan, ung thư gan. Và các cái bài về gan là dùng cái này nhiều. Nếu chợ bến các bạn gặp cái này cũng nhiều đấy. Họ bán thì họ bán. Cái cổ bình hoặc là mũi mác. Nhá. Ung thư gan, sơ gan là những cái này dùng nhiều. Tiếp theo